棒。Hi, bye. Hi, bye. Surprise nha. Chúng ta có một tình huống. Đi thôi. Yêu, yêu là đây, đánh sát này, giúp đại dương cùng với các con vật. Ô, họ xoắn vào nhau. Đừng thế, ta là bạn. Lo lắng bạn ơi. Yêu yêu dũng cảm là cảnh sát cá mập. Đi thôi. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Về nhà nào. Xe ba bum bum brum brum cùng xe ba bum bum brum brum cùng xe ba. Ba xe đây bum bum brum brum ba xe đây bum bum brum brum ba xe đây bum bum brum brum ba xe đây. Cùng xe ông bum bum brum brum cùng xe ông bum bum brum brum cùng xe ông bum bum brum brum cùng xe ông. Cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, nhanh lên nào. Là xe tải zoom 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 zoom, là xe tải zoom 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 zoom, là xe tải zoom 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 zoom, nhanh lên nào. Thật là may không sao không sao đâu, thật là may không sao không sao đâu, thật là may không sao không sao đâu, thật là may. Baby, car, ring, ring, ring,
There's a fire, there's a fire. Help us, fire truck. Rush the hurt to the hospital. Ambulance. Take the thief to the station. Police car. Super brave cars. Full of garbage. Clean up garbage truck. Break down on the road. Call for tow truck. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Khi bạn cần giúp đỡ, chúng tôi là biệt đội siêu cấp Bình Phong, biệt đội siêu giải cứu. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như có một trường hợp khẩn cấp khác. Mình có nên đi với xe cứu hỏa không? Mình không giỏi bắt trộm cho lắm. Vậy mình có nên đi với xe cứu thương không? Mình cần phải chăm sóc người bệnh. Mình có nên đi với xe cảnh sát không? Mình sẽ bắt những tên trộm. Lên đường thôi, Bình Phong. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Mình chắc là những tên trộm đang trốn ở đây. Cậu nói đúng, hãy bắt những tên trộm và đưa chúng vào nhà giam nào. Bọn chúng chắc ở quanh đây thôi. Ủa?
rồi. Đáng ra mình có thể chạy trốn được. Mình chắc là chúng chỉ ở quanh đây thôi. Tôi không muốn vô trại giam. Chúng ta phải bắt tên trộm cuối cùng. Đừng hèn nhát nữa, hãy ra đây đi. Hả? Tìm thấy rồi. Tiền của tôi. Thả chúng tôi ra. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Về nhà nào. Phải bị trừng trị. Đúng vậy. Dù các anh trốn ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm ra. Chúng ta là biệt đội siêu cấp. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Các bạn thật tuyệt vời. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Tụi mình đã được an toàn. Cảm ơn bạn. Tiếp tục giữ bình yên cho thị trấn. Chúng ta bảo vệ bạn bè mình. Chúng ta là biệt đội siêu cấp. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Biệt đội giải cứu. Xin chào, biệt đội cứu hộ đây. Chúng mình luôn sẵn sàng bất cứ đâu. Hồng mình đi nhanh luôn mọi lúc. Cần thì cứ gọi ngay. Biệt đội siêu giải cứu. Chúng mình tới đây. Yeah. Có gì thì gọi ngay cho tôi. Xe cảnh sát. Cháy nhà thì gọi ngay cho tôi. Xe cứu hỏa. Nếu bạn bị thương hay nhớ. Xe cứu thương. Chúng mình biệt đội xe giải cứu.
cứu giúp mọi người. Cứu giúp mọi người khỏi hiểm nguy, thêm sức mạnh khi mình cùng chung sức chung lòng, tất cả đều được giải quyết. 1, 2, 3. Đã có biệt đội của chúng mình, biệt đội giải cứu. Chào mừng đến cuộc đua những quái xế. Ai sẽ giành chiến thắng đây? Xin được giới thiệu gia đình quái xế Cá Mập. Cá Mập Con là quái xế Cá Mập Con. Xe quái vật Cá Mập Mẹ Cá Mập Mẹ là quái xế Cá Mập Mẹ. Xe quái vật Cá Mập Ba Cá Mập Ba là quái xế Cá Mập Ba. Xe quái vật Cá Mập Ba Cá Mập Ba là quái xế Cá Mập Ba. Xe quái vật Cá Mập Ông Cá Mập Ông là quái xế Cá Mập Ông. Xe quái vật quái vật xe. Lắp phục vào và khởi động nào. Chúng tôi sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. 3, 2, 1, bắt đầu nào. Quay vào xe. Quay vào xe. Quay vào xe. Quay xe cả mập đi nào. Quay vào xe. Người chiến thắng là quái xế Cá Mập Con. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Tụi mình khi bạn cần giúp đỡ. Chúng tôi là biệt đội siêu cấp Bình Phong, biệt đội siêu giải cứu. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? À? Có một đám cháy trong thị trấn của tôi. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong, giúp với. Ôi không, chúng ta cần dập tắt đám cháy ngay. Mình nên đi với ai đây? Xe cảnh sát hả? Hay xe cứu thương? Xe cứu hỏa? Cậu có thể gọi mình khi xảy ra đám cháy. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu. Hãy phun nước trước khi nó lan rộng ra. Trên cây
hãy cứu bé mèo ngay. Dạ. Nhưng mà đỉnh núi kia cao quá, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Mình biết rồi, mình sẽ làm cho cậu to lên. Hỏi hỏi thiện phong. Wow, xe mình to chưa nè? Cảm ơn Ping Phong. Nước đã đến rồi đây. Nhẹ nhõm, cậu làm tốt lắm Ping Phong. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Phong. Cảm ơn xe cứu hỏa. Ồ, có một trường hợp khẩn cấp khác. Bạn của mình bị thương khi đang chơi ở trong sân, làm ơn giúp với. Ôi không, cuốn con đang bị thương. Hãy mau đưa cậu ấy đến bệnh viện nào. Ai sẽ đi với mình đây? Xe cảnh sát hả? Hay xe cứu hỏa? Xe cứu thương? Hay lắm, hãy nhanh đi giúp các bạn của chúng ta nào. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Phong. Đau quá. Chúng ta phải làm gì đây? Cách nào đó đi chứ. Ôi, cún con kìa. Sao bạn bị thương vậy cún con? Mình cố chạy nhanh hơn bạn mình và mình ngã. Ping Phong, hãy đưa cún con lên xe. Hãy dùng ống nghe để biết cún con đang bị đau ở đâu. Cậu hãy để đó cho mình. Hỏi hỏi Ping Phong. Hmm.
bụng và tay của cún con bị đau. Được rồi, hãy tiêm cho cún con và băng bó lại. Nhờ có bạn mà mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Tất nhiên rồi, mình rất vui khi thấy cậu khỏe lại cún con. Cố gắng cẩn thận khi chơi ở ngoài trời nhé. Được rồi, mình hứa. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Mình rất vui vì chúng ta có thể giúp được bạn bè của mình. Chúng ta bảo vệ bạn bè mình. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Bình Phong trên YouTube.